Được chưa? Chào tất cả mọi người nha, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 2 của Vegamex Trần Thành Bình Phước. Và chúng ta có thể thấy ạ, ở đây đường thì đang được lưu chống lún, chuẩn bị đổ nhựa trong tuần này nha quý vị. Tuần này sẽ là lên nhựa luôn. Và ở đây chúng ta có thể thấy một trục đường 25m. Và ở đây Trọng Thơ có một lô duy nhất nha quý vị. Giá cực kỳ rẻ, chỉ hơn 700 triệu. Chúng ta sở hữu được đất tại mặt tiền đường nhựa với lộ giới rộng 25m rồi nha quý vị ơi. Đó, cây xanh vỉa hè đã trồng chuẩn Singapore. Và ở đây thì ưu điểm là được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Tiền chúng ta có thể xây dựng để ở kinh doanh cho thuê trong tương lai rất là ngắn thôi. Và ở đây dân cư đã sống đông đúc, điện đã có, nước sạch đã có. Quanh khu vực này thì nhà dân đã sống rồi. Và ở đây cũng là một khu vực cực kỳ hot của BKMX Trân Thành Bình Phước. Và chúng ta có thể xây dựng để ở, đầu tư ngắn, đầu tư dài, đầu tư trung hạn đều được nha. Với mặt tiền đường rộng 25m lớn như thế này mà giá hiện tại chỉ hơn 700 triệu thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư tại BKMX Trân Thành Bình Phước. Và trên trục đường này thì hiện tại rất là hiếm sản phẩm nha quý vị. Chỉ một lô duy nhất, một lô duy nhất chủ gửi bán gấp cho ngày hôm nay. Quý hàng quan tâm tới sản phẩm bất động sản BKMX Trân Thành Bình Phước, hẹn gặp Trọng Thơ tại BKMX Trân Thành. Chúng ta xem đất, xem thực tế khảo sát quanh khu vực này và chúng ta vào việc nha quý vị.